Kính chào anh chị, sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, kế toán bán hàng sẽ hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo 3 bước. Bước 1, lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu. Bước 2, xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Và bước 3, lập phiếu xuất kho. Đối với thủ kho thì sẽ thực hiện việc ghi sổ kho để phản ánh việc xuất kho hàng bán. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1, lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu. Anh chị vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng và nhấn thêm. Tại đây, anh chị lựa chọn loại chứng từ bán hàng cần lập là bán hàng xuất khẩu. Với loại chứng từ bán hàng này thì phần mềm sẽ mặc định luôn phương thức thanh toán là chưa thu tiền. Trường hợp khi bán hàng xuất hóa đơn luôn cho khách hàng, anh chị tích chọn vào ô lập kèm hóa đơn. Còn trường hợp chưa lập hóa đơn ngay, anh chị bỏ tích chọn ô lập kèm hóa đơn. Anh chị khai báo thông tin khách hàng và chọn nhân viên bán hàng. Tiếp theo, anh chị nhập các thông tin của chứng từ, ngày hạch toán, ngày chứng từ. Phần mềm đang để mặc định là ngày trên hệ thống. Số chứng từ, phần mềm đang hiển thị sẵn theo thiết lập tại menu hệ thống tùy chọn. Anh chị có thể thay đổi lại các thông tin này nếu cần. Tiếp theo, anh chị nhập thông tin, điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán của khách hàng. Trường hợp khi khai báo danh mục khách hàng, anh chị đã thiết lập những thông tin này gắn với từng khách hàng rồi, thì tại đây, sau khi chọn khách hàng, phần mềm sẽ tự động hiển thị sẵn giúp anh chị. Tiếp theo, anh chị chọn loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi. Tại tab hàng tiền, anh chị có thể gõ mã hàng hay tên hàng để chương trình tự động lọc ra các hàng hóa cho anh chị lựa chọn, hoặc là anh chị có thể nhấn vào biểu tượng ống nhòm để tìm nhanh hàng hóa theo mã hàng, tên hàng. Tiếp theo, anh chị nhập số lượng, đơn giá theo nguyên tệ, phần mềm sẽ tự động tính ra thành tiền quy đổi giúp anh chị. Anh chị nhập tỷ lệ chiết khấu nếu có. Tiếp theo, anh chị chuyển sang tab thuế, khai báo giá tính thuế xuất khẩu và nhập thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Sau khi khai báo xong các thông tin, anh chị nhấn cất. Tiếp theo, anh chị chuyển sang bước 2, xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn lập kèm hóa đơn thì anh chị có thể xuất được luôn hóa đơn bằng cách nhập trực tiếp thông tin hóa đơn tại tab hóa đơn. Còn trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị không tích chọn lập kèm hóa đơn thì anh chị thực hiện xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng bằng cách vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng. Trên danh sách chứng từ bán hàng, anh chị chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng lập hóa đơn. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ bán hàng lên hóa đơn. Anh chị tự nhập các thông tin của hóa đơn vào mục hóa đơn, sau đó nhấn cất. Tiếp theo, anh chị chuyển sang bước 3, lập phiếu xuất kho. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì phần mềm sẽ tự động sinh ra tab phiếu xuất và sau khi anh chị cất chứng từ bán hàng thì phần mềm sẽ sinh ra phiếu xuất kho. Còn trường hợp anh chị không tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì anh chị thực hiện lập phiếu xuất kho bằng cách vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng. Trên danh sách chứng từ bán hàng, anh chị chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất kho, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng lập phiếu xuất. Anh chị kiểm tra và khai báo bổ sung thông tin phiếu xuất kho nếu cần, sau đó nhấn cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab nhập xuất kho của phân hệ kho. Đối với thủ kho thì sau khi xuất kho hàng hóa, thủ kho sẽ thực hiện việc ghi sổ kho. Tại tab đề nghị nhập xuất kho, tất cả các chứng từ phiếu xuất, phiếu nhập đã lập sẽ tự động hiển thị trên danh sách này. Anh chị mở phiếu xuất kho vừa lập lên, thực hiện kiểm tra lại thông tin trên phiếu xuất kho so với thực tế xuất kho. Nếu có sai lệch, anh chị ghi số lượng thực tế xuất kho vào cột số lượng thực xuất và có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau khi kiểm tra xong, anh chị nhấn ghi sổ, phần mềm sẽ tự động ghi vào sổ kho của thủ kho. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị xong cách thực hiện nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu rồi. Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công.